Ngày 22 tháng 12 năm 2023. Lời Chúa. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Hiến luật điều 4. Người con Đức Mẹ vô nhiễm đón nhận và thực thi ý Chúa bằng lời thưa: Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài. Suy niệm. Chúng ta biết nô lệ là người hoàn toàn thuộc về chủ, làm tất cả những điều chủ muốn, nhưng không được phép đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào. Đứng trước vinh dự được làm mẹ Thiên Chúa, Đức Maria không một chút tự mãn vì cho rằng mình xứng đáng với sứ mạng cao cả này, nhưng đã nhận mình là một nữ tỳ hèn mọn được Thiên Chúa đoái thương. Mẹ nhận mình là một người nữ tỳ của Thiên Chúa, nhưng là người nữ tỳ hoàn toàn vâng phục ông chủ trong tự do và yêu thương. Qua đó, chúng ta thấy được thái độ khiêm nhường thẳm sâu và tình yêu Thiên Chúa nơi mẹ Maria. Nhân đức khiêm nhường nơi mẹ là tấm gương soi cho mỗi chị em chúng ta. Mỗi ngày sống, chúng ta đều lặp lại rất nhiều lần lời thưa của mẹ: Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài. Chúng ta đã thân thưa giai điệu quen thuộc này với tâm tình thế nào? Liệu lời thưa này có đang dần trở thành một thói quen, hay thiếu đi sự khao khát sống triệt để tinh thần khiêm tốn, sẵn sàng hiến dâng và xin vâng không? Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con một mẫu gương sống động của lòng khiêm nhường là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời mẹ nguyện giúp cầu thay, xin cho chị em chúng con luôn ý thức: Tôi có là gì thì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Xin cho chúng con trở nên những nô lệ của tình yêu, như tâm tình của Thánh Nữ Teresa Avila. Nô lệ của tình yêu thì không còn cảm thấy mình là nô lệ nữa, vì tình yêu cho chúng con khả năng tự do để thực thi ý Chúa và hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa trong tâm tình hân hoan vui sướng như mẹ Maria. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống. Ngày hôm nay chị em chúng ta hãy thưa lên lời này với tất cả ý thức và lòng khao khát trở nên nữ tỳ khiêm hạ của Chúa. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài. Cùng với tâm tình này, chúng ta hãy tập cho mình luôn ý thức mọi khả năng và những việc tốt ta làm được đều là hồng ân của Chúa.